thành phố Đà Nẵng, mình chạy dọc khắp bờ biển bãi biển Đà Nẵng. 4 giờ ta đi thăm tâm, rồi ta chạy 40 nhường người đi bộ. Còn này đông lắm, này sầm sơn. Tam Kỳ 69 km, thành phố Hội An cũng đi ngang Tam Kỳ đó chứ đâu. Ủa, ở đây xuống Hội An với Tam Kỳ trước chạy cặp cái đường này mà. Nốt bài thơ. Nốt bài thơ ở đâu? Thì mình chỉ việc làm bài thơ cái nhét cho nó chậm lại rồi mình nốt bài thơ. Chậm bài thơ nó chép bằng giấy. Cái lá nó mỏng hơn, ép vô. Đừng đọc được bài thơ.
nóng là đổ vô biển. Nóng quá nha. Ngày ngày trái. Ngày mùa đăng ngày trái. Nhiều không chỗ đâu còn chạy. Ở đây dân tắm biển chứ không có xài xăng, để ý cái cây xăng mà quá vô đằng gói xăng thì xả xăng bớt. Đây dân không xài xăng. Chốt cái hết à, đường dẫn ra đây. Ừ. Hên quá, cầm bút kèn từ 5 tới 7 giờ mình bút kèn. Cầm từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ mới bút kèn. Khu chợ và nhà hàng hải sản hàng đầu Việt Nam. Hải sản phố. Nếu mà rẻ ở đâu cũng được, ăn nhiều. Mắc quá, hàng đầu hàng đích gì cũng như nhau. Qua đây hết ha. Hết ngừ. Nó chạy nhà mà nó chạy cặp tới ấy luôn. Tới Hội An rồi tới Tập Kỳ luôn. Bánh mì Huế 6 ngàn ẩu. Ăn không? Đậu đậu dân mà ăn. Nè đậu bánh mông. Ăn đi quanh lại thử. Muốn thử thì qua luôn. Quanh lại nha. Chỗ đó có đậu xe, còn đây không có đậu xe. Kia mình đi qua rồi mình thấy chỗ đậu xe. Chỗ đậu xe à. Rồi, ngồi mua. Đặc sản. Tích phục à. Ghé đi nhiều chuyện. Rồi, quay cái 16 chỗ rồi ra luôn. Sau khi đi nhiều chuyện mình đi ra tự ba chiếc xe ra chỗ đậu xe không dám lên chứ đậu về hè phải chết cha riêng đi nghỉ Đà Nẵng hết bệnh chữa bệnh hết nghỉ luôn mà không ai mừng bệnh viện nói giả chiến bỏ hết khỏe không bệnh viện này bệnh viện ấy bệnh viện trung ương Đà Nẵng hay gì đó vậy bốn chục. Rồi có khác gì mình không? Giờ sáng nó chỉ nước rồi thôi. Để chúc vô khách.
sáng quay cho con ngủ nó cũng ra ăn nha. Dạ quay luôn để khỏi miệng cái này bánh mì của Đà Nẵng cầm ngủ thôi, cầm ra ngủ thôi, che hết còn đâu nữa. Bánh mì que Đà Nẵng 6.000 ổ. 6.000 ổ. Đặc sản của Đà Nẵng. Thấy tôi mua đầm nào mình cũng ghé mua thử có gì cho con. Gần bãi biển Đà Nẵng. Thịt băm. Bác sĩ tế là xong. Đấy đây đây. Mời các bạn thử bánh mì đi. Thử đây, có giống của Nam hả? Giòn lắm chắc. Còn đổ đưa đổ xăng. Xin đổ xăng. Mình xả xăng. Này băm sao. Sao cái còn có thực tế bỏ vô. Nhớ dọc cái xăng là nắng mua cái xăng. Kiếm xăng vô đổ xăng xả xăng. Bán nửa lần nữa. Ổ thì cho 2.000 ổ đi. Giờ mới 1.000 nữa. Một cái xe bông ba này đầu kỳ vậy không có phạt. Bãi đầu xe bây giờ phi không có lấy tiền sao mới vô phi đâu? Là có người khách sạn mới khách sạn nó phi bãi biển mà đổ phi thì không có đất địa này mắc lắm. Em hỏi sao cô mắc ở đây bắt người cái này ta lấy là nhiều rồi bỏ ra chạy lắm. Muốn ăn ngon rẻ thì về Sài Gòn ăn, ăn hải sản rẻ cứ ra Cần Giờ. Đừng nói cả thành phố Đà Nẵng xài chạy mấy chục cây số mà không có cây xăng nào giúp chọn mình đổ xăng với mình xả xăng đúng ra giọt kỹ không giọt có chút bi đấy. Đừng ở Đà Nẵng mà chạy bằng nước biển không trên đường đường tránh à, đường đổ người gấp à, bi dài tới Hội An thì tới luôn. Bi là miễn phí không? Bãi đậu xe có không tên tiền đâu? Bãi đậu bằng app hoặc bằng gì hay biết đâu? Rồi đậu rồi biết cái đậu có người lại lấy tiền cũng ngon. Nó linh động không? xăng
lấy tiếng đường là chạy cả trăm cây số mà không có cái thằng nào. Bữa đi trong đó giờ không đi nữa. Bán hàng rong này đậu đây rác quên rồi gần vàng thì xưa ngoại thành lại đâu có tác dụng tới ngã ba ngã tư lớn từ trong hẻm ta ra ta không thấy cái chạy thừa lực 50 còn không có bảng gì hết thì ở đây chạy 80 chạy đúng lực lên đây 80 vậy nó không có bảng gì cơ giờ heo mà thôi no lắm rồi đi đến đây câu tiếu rồi ừ, vô tới đây cũng câu tiếu với cơm sườn cái quả nó không biết cơm sườn là cơm gì chỉ cơm thịt rán đổ miếng mỡ vô bỏ miếng thịt vô xào 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 qua dục lên đường một ngọt nước mắm tự nhiên thịt dục nha đổ dục đổ sơn tàn ấy
50 mét. Từ từ kiếm chỗ tôi xả xăng nó quan trọng hơn cái đổ xăng. Xe tôi đi tới 600 mấy cây số nó hết xăng mà cần cái xả bỏ bớt xăng. Thì để gì tôi đọc nghe cho nghe. Đi ập phụ rồi tôi chạy nãy giờ 2 cây số rồi. 500 mét chứ 2 cây số. Nhưng mà chạy nãy giờ xa rồi. Đóng chốt cửa. Chưa được 500 mét. Bây giờ hai bên luôn. Đây cái bảng đó, cái bi đó. Kiểu nó làm cái bảng trước 10 năm sau nó mới xây hay sao á. Trước mặt à. Xa lắm rồi đó. Rồi thấy rồi của tư nhân. Cái gì cũng được, có chỗ đổ xăng, xả xăng được rồi. Xe chạy sát đích luôn. Không né mà. Vô trong bây giờ xin túi đi ra. Làm ba kìa. Đây. Biết. Và mình kết thúc video ở đây các bạn, cây xăng Hòa Khánh ở thành phố Đà Nẵng.